đèn, ok, đúng rồi, quan sát hướng, kiến chiếu hậu ngang góc cua thì mình đánh lái, giữ đó, đánh nhiều quá nó quanh kia rồi đi thẳng qua đường, nhớ quan sát bên đây luôn. Đó, mạnh không? Thấy không? Nhảy, nhảy không? Nhảy giống như như bọt á, thấy không? Bọt nó nhảy hơn, nó mạnh hơn thầy. Đúng rồi, hồi nãy thầy cho dịu cái chân gà đó, thấy không? Rồi, hello cả nhà. Lại là mình đây, thầy toàn dạy lái xe. Hôm nay mình đang kèm cho một bạn mới, thì bạn này đang chuẩn bị lái xe, thì bây giờ mình đang ôm lại cho bạn kỹ năng tự tự cho anh kiến qua rồi đi tiếp. Rồi. À, cái chân ga nãy thầy cho dìu đó, y chang thôi, đạp giữa số 1 và số 2 đều ga thôi chứ không có nhấc nhấc cái là nó vọt dữ lắm. Xe thầy có chế độ là turbo. Tự tự. Rồi đi đi, thầy giải thích cái vấn đề này cho ha, cái chú đó thì chú ban ra giữa đường ha. Và thứ hai đó là các bạn sẽ có một cái thói quen là thấy mà xe người ta ban ra là các bạn sẽ né, đúng không? Rõ ràng không? Rồi em đi đi. Đến nó đèn đỏ dừng lại nha. Rồi hồi nãy có một cái gọi là trường hợp là một cái chú đi xe đạp điện là chú đang chạy bình thường chú ban ra. Thì lúc này á đa số là các bạn lái mới á thì có thói quen là né y chang xe, như xe Honda đó. Dạ, đó là thấy là né. Dạ, đúng, rồi. Đúng không? Nhưng mà né hồi nãy thầy giữ có vô lăng lại là lý do sao có một cái xe đang vượt lên. Dạ, đúng rồi. Em né cái trúng xe đó. Dạ. Là cực kỳ nguy hiểm. Mình giảm tốc độ hay sao thầy bóp? Đúng rồi, giảm tốc độ lại nhường cho anh ta. Dạ. Đúng không? Dạ. Hoặc là bóp còi cho chú đi vô. Đó, rồi em đi. Thấy không? Dạ. Các bạn nhớ nha, nhường tốc độ chứ không có nhường đường nha các bạn. À, nhường tốc độ. Thấy không? Cái thói quen của xe máy cực kỳ nguy hiểm. Đó mém này vô cho mình kìa, thấy không? Dạ. Xem đa hay cậy ẩu lắm nên các bạn phải cẩn thận. Đó, mình nhường tốc độ chứ không có nhường đường, nhiều khi mình giảm lại thôi xong mình coi. Còn nếu sau này các bạn nhường đường là các bạn phải quan sát nữa, các bạn phải lẹ tay và bạn quan sát, lẹ mắt và bạn quan sát bên trái trống thì các bạn mới lách ra. Còn mình lách ra sớm là dướng xe ta. Đó, chú này chú ban ra nữa nè. Đó, tự trong nãy chạy trong xong ban ra giờ sợ lắm. Rồi lớn tuổi rồi, hàng dễ vỡ nên né chắc cú. Thì lại cũng là đi bộ túc ta lái thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Tại sao mà mình hay lựa chọn con đường này? Tại con đường này nó cực kỳ nó khó nha các bạn, chứ không phải dễ đâu, nó khó. Nên con đường mình ra Vũng Tàu thì nó sẽ trải qua nhiều cái con đường cung đường để mình đi. À, có đường đông, đường phố, đường dòng xuyến, gầm cầu này nọ, rồi đường chợ, rồi em cứ đạp ngay lên. Dạ. Em cứ đi thoải mái. Bên trái có xe vượt, từ từ nghiêng vô vượt ẩu nè, thấy không? Dạ, thấy chưa? Rồi đi, ta có tiền ta có quyền ha. Rồi em đi. Rồi lý do tại sao mình bị vượt là do mình chạy chậm quá. Dạ, đúng rồi. Thấy không? Dạ, và thứ chậm. Hai không phải là do chạy chậm đâu, biết do gì không? Nhường bên trái. Rồi em đi đi. À, hiện tại mình đang cho bạn ấy tự chạy, rồi xong mình sẽ đánh giá, rồi mình sẽ chỉnh sửa lại. Đó. Rồi em cứ đạp ga lên, mạnh dạn lên. Đúng rồi. Lý do tại sao mà các bạn bị vượt nhiều không? Mình đang cố tình cho người ta vượt. Tại vì sao? Mình để một cái chữ lái mới xin thông cảm. Thì cho dù các bạn đi qua đường, các bạn thấy lái mới nè, nữ lái mới nè, tập lái nè, các bạn đều mong muốn, đều muốn qua hết chứ không dám chạy phía sau. Tôi khẳng định một điều vậy luôn. Rồi chút xíu em quẹo phải nha. Nên là có nhiều trường hợp xe vượt, mình không để ý là mình sẽ vướng, là mình né xe này qua trúng xe kia. Đúng không? Thì ông xe đỏ này ông canh ngã tư đâu, ngay chỗ ngã tư ông vượt tranh thủ mà. Nếu mà mình không có để thì không có vượt. Không có để thì người ta không vượt. Rồi, ok cả nhà, thì mình đang luyện cho bạn ấy, thì bây giờ mình sẽ nhắc lại những cái kỹ năng để mình quẹo như thế nào cho nó an toàn và cho đúng. Thứ nhất, em muốn quẹo phải thì mở xi nhan, báo tín hiệu rẽ, quan sát phía kiến chiếu hậu bên phải là đây, kiến chiếu hậu bên trái luôn kia, nói chung là kiến hậu tài, kiến hậu phụ. Rồi em đi. Rồi kiến lái, cửa sổ phụ, tài cửa sổ phụ là ngó hướng ha. Rồi em đi, liếc bên kia cái luôn. Rồi không có xe thì ngó trước. Rồi ông còn, rồi đi đạp ga nhẹ.
đập nhẹ đều á, đúng rồi, rồi trả lại, đập ra là em giữ nguyên luôn, đập đều ra. Luôn đúng rồi, chứ không phải đạp xuống rồi em buông ra, rồi đạp xuống em buông ra ha. À, thì mới mà chạy mới được chút xíu mà ha, không đánh giá được. Mà đa số thì các bạn sẽ khi mà đi chiều về các bạn sẽ tự tin rất nhiều. Em ôm dầm xiến đi thẳng qua bên, đúng rồi, đi thẳng qua bên đường luôn nha, lối ra thứ hai. Dòng xiến này các bạn mở xiên nhanh trái, nhưng mà em cứ lai lai qua bên phải giùm thầy, nhẹ nhẹ cái tay qua liếc bên đó, đúng rồi, tiếp tục liếc hướng bên đó nhưng mà nghiêng vô, đúng rồi, ngó trước tàn tàn lên, nhớ trong dòng xiến phải nhường cho bên trái nha các bạn ha, đúng rồi, chính xác, gà thắng nhẹ lại tốt. À, cứ nhường cho bên trái qua, ok rồi, tiếp tục cẩn thận bên đây. Đó, lúc này mình lên trên đó mình mở xi nhan phải nha. Rồi, đạp ra nhẹ. Đạp cho nó có chớn rồi thủ qua thắng. Mở xi nhan phải giùm thầy. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng qua đường. Xác định lối đi là cho sổ xe thẳng về đó. Ngó kiến chính và ngó kiến cửa sổ đây, nhường lại dừng cho anh ta qua. Dừng lại cho anh ta qua. Người ta qua hết mình mới đi nha, đừng có nghe cái mong mong ha. Cái mông ta còn chút xíu là nhiều khi mình đi là dướng ta đó. Rồi, ok, let's go. Mạnh dạn lên, chống hay đi. Thì bạn nào cũng vậy, đầu tiên vô là khớp liền, mình bất cứ đâu mình cũng là lạ, mình cũng khớp. À, rồi xong từ từ mới quen được. Vào trái ra phải ha các bạn ha. Thì có bạn, nhiều bạn sẽ lẫn lộn là các bạn quan sát hơi, có quan sát đó nhưng mà quan sát hơi bị sai. Là khi các bạn vô dòng xiến, các bạn mở xi nhan trái, rồi xong các bạn phải ngó hướng là kiến lái và cửa sổ tài, cửa sổ phụ. Là ngó hướng, còn ngó phía sau là kiến chỗ hậu, các bạn vô dòng xiến các bạn ngó phía sau kiến hậu nó không có thấy gì đâu. Rồi em đi tiếp. Các bạn lưu ý nha, ngó hướng nha, mình sẽ quay đầu qua lại mình ngó. Còn riêng các bạn đi thẳng, các bạn quẹo cua thì xe thẳng thì các bạn mở xi nhan, các bạn mới ngó kiến hậu, các bạn mới thấy. Còn khi mà bạn đánh lái xe công thì có kiến hậu khó thấy lắm. Giống như quay đầu cũng vậy. Có nhiều bạn quay đầu xong ra phân nửa rồi, cứ ngó kiến hậu sao thấy được. Phải ngó hướng, các bạn mới quan sát được hai hướng, các bạn quay đầu an toàn. Rồi thả chớn. Rồi ra thắng nhẹ giùm thầy. Ở đây cũng độ xe dữ lắm nè. Dạ. Chuyên về carnival luôn. Chuyên về carnival. Rồi đi tiếp. Nghiêng qua phải một chút. Rồi nghiêng lại trái. Đạp ra. Quan sát tín hiệu đèn luôn, ok, được, mình đi. Đạp ra nhẹ, nhớ quan sát hai bên, chân vẫn đạp ra nhưng mà quan sát hai bên. Đó, dừng đèn đỏ thấy không? Thấy không mập không? Ừ, đi tiếp. Mặc dù đèn đỏ mà ngộ lắm. Cô chú đi giữa đường không biết quẹo đâu nữa. Thấy không? Rồi, rồi mình đi thẳng, quẹo không có xi nhan. Rồi, đến ngã tư trên em quẹo trái nha. Nói chung là quẹo trái thì mình mở xi nhan, quan sát kiến hậu, đồng thời ngó hướng ha. Kiến cho hậu ngang góc cua sẽ đánh lái. Còn các bạn đánh lái sớm là các bạn phải đánh lái ít, đúng rồi. Các bạn đánh lái sớm các bạn phải lấn làn đường của người ta. À, rồi đi tiếp. Rồi, ngã tư trên em quẹo phải giùm thầy. Nói chung là tùy theo mỗi bạn. Khi mình bổ túc cho bạn, mình sẽ lên đánh giá. À, có bạn sẽ yếu, có bạn sẽ cứng, có bạn sẽ tốt, có bạn sẽ ẩu. Đó. Đúng, giờ quan sát kiến hậu liếc bên kia luôn, tay dựng đánh lái, tay dựng đánh lái, đúng,
tay dựng lên lái vô, đúng rồi, đạp ga nhẹ, trả lái nhẹ. Rồi thầy giải thích nè, tại sao mình mở xi nhan bên phải, mình đánh lái qua phải mà phải ngó bên kia? Yeah. Mình phải quan sát hướng, thứ nhất là mình tự cho mình đi ra. Đúng không? Thì có phải bên kia người ta cũng đang đi xuống mà, người ta cũng lưu thông xuống mà, đúng không? Phải quan sát ở bên đó có xe không? Nếu trường hợp có xe thì tay các bạn vẫn đánh lái vô. Có xe đi nhanh nhưng mà chân các bạn gà thắng lại cho người ta đi qua và các bạn đi tiếp. Rồi nghiêng qua phải chút xíu ổ gà. Còn riêng nếu mà không có xe thì các bạn ngó bên kia, tay vẫn đánh lái, rồi các bạn ngó hướng, các bạn vẫn đi tiếp bình thường chứ đừng có thụ động. Nói chung là học với mình cho các bạn chủ động nhiều hơn. Rồi đạp ga. Em bám này giữa cho thầy. Đúng rồi, em bán trong quá người ta sẽ giữ, ta đi lấn ra ngoài. Rồi em ngó trước. Thả chưa? Giờ tiếp tục đạp ga. Đúng rồi. Có nhiều bạn là thấy quan sát bên trái không, quẹo phải, nhưng mà quan sát bên trái có xe xuống cái sợ cái tay không đánh. À, cái tay không đánh thì các bạn đi nữa là ra tới giữa đường các bạn đánh thì nó sẽ nhiều và nó khó khăn cho mình. Các bạn quan sát bên trái có xe xuống nhanh thì mình các bạn vẫn đánh lái vô, nhưng mà chân các bạn gà thắng lại cái à, đó, gà thắng xong cái người ta đi qua cái mình chỉ cần muốn thắng mình đi thôi, đúng không? Rồi đạp ga lên, cái mạnh dạng lên. Chiếc xe màu vàng ở sau nó đã bảy nữ chạy đó, đạp ga lên đi. Thấy nữ, nghe nói nữ sao cái ngó kiến hậu sao hoài, tập trung trước sao giờ. Sao đi vương thay đạp ga. Mình đi bên cánh phải luôn nha, mình chạy xuống dưới hầm, lộn xuống dưới gặp cầu. Dạ, mở xi nhan phải luôn. Ở đây cấm quẹo trái ha. Lại có cái biển báo nó mở. Cái đầu xe ngang góc cua là mình đánh nhẹ vô là nó ok thôi. Đánh một vòng là nó vô. Tiếp bên kia cái đụng tay vẫn đánh. Tốt, chính xác. Nữa, thêm miếng nữa. Rồi, trả lại lại. Rồi, đi tiếp. Gây góc cua này thì kiến cho hậu của các bạn sẽ ngang góc cua, các bạn đánh một vòng vô ha. Thiếu thì thêm, dư thì trả, vậy thôi. Rồi đánh lá vô, đánh lá vô, đúng rồi. Rồi trả lại. Rồi, ok. Thầy sẽ chỉ cho cái mình bị lỗi nha. Rồi, mở xi nhan trái luôn. Kiến cho hậu ngang góc cua mình đánh 2 lần. Nhớ cái đầu xe hướng 13 giờ trả lại 2 lần nha, buông thắng ra. Rồi tiếp. Rồi đạp ga nhẹ. Hướng 13 giờ trả 2 lần, trả 1 2 rồi đạp ga tiếp. Chưa. Xe nãy giờ bốc đầu không. Giờ đạp ga lên. Mở xi nhan trái. Em mở xi nhan trái đúng rồi. Rồi em đi tiếp. À, nhập ga ngoài kia nha. À, ngay chỗ trên kia nó có bảng 60 đó ha. Em cho đầu xe thẳng vào đó. Cái mình mở xi nhan trái rồi đó không? Cứ đi xéo xéo đi rồi xe nó sẽ né mình. Đó. Đó, còn mình không dám nghiêng qua thì người ta sẽ không nhường mình đâu. Rồi đi thẳng lên, đạp ga. Đó, cứ lại lên nè, thấy không? Tốt, đó, xe máy tự động dạt vô trong. Thấy chưa? Đó. Mở xi nhan trái ra ngoài. À, qua đang ngồi luôn. Đúng rồi, rồi đi. Nghiêng qua, đạp ga lên. Đạp ga lên. Đúng rồi. Thả lỏng cái tay ra, mình đi nhập làn trước nè, đạp ga tiếp. Đó, các bạn đi, nếu mà chống xe thì các bạn nhập ra ngoài luôn. Còn nếu mà đông quá thì các bạn cứ để đó, chưa hết mà. Đúng rồi. Còn đông quá thì các bạn cứ nhập nữa ha. Rồi, tắt xe nhan. Ok chưa? Rồi, đập ga. Rồi, thầy giải thích nè. Thường đa số các bạn mới, các bạn có thói quen nè, các bạn đánh lái vô. Đúng không? Khi các bạn đánh lái vô, nhưng mà các bạn trả lái á, thì lại sai. Không phải là sai đâu, các bạn trả lái đúng á. Nhưng mà các bạn không biết trừ hao, em đập ga lên. Là khi các bạn đánh qua bên trái, giống như hồi nãy thầy nói là hướng 13 giờ trả lái. Yeah. Là đừng, bây giờ em cho cái đầu xe thẳng về con đường này em trả lái. Mà em phải cho nó đầu xe nó xéo về hướng 13 giờ đó. Yeah. Là em trả lái nó vừa tạt qua là vừa. Yeah. Còn nếu mà em để xe thẳng trả lái thì nó sẽ tạt vô cái vách tường. À. Hoặc cái lời, thấy không? Yeah. À, nãy cái cua đầu là em bị rồi, đúng không? Yeah. Đó là một, và cua thứ hai em cũng bị. Đó là do là mình cứ để thẳng xe mình trả lái. Là hồi xưa mình đi tập
thì mình dừng thẳng đứng rồi mình đánh lái, đánh lái nguội, ta gọi là đánh lái nguội á. Dạ. Thì thẳng thì mới đúng, đúng không? Nhưng mà khi mà thực tế các bạn đi, các bạn chạy ngoài đường thì các bạn phải chịu hao, tại sao xe các bạn vẫn lăn bánh mà phải chịu hao. Hiểu rồi ha? Rồi ok. Rồi. Cái phần tiếp theo là ở đây là trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Một trong những cái con đường cũng khó chịu cho mà mấy bạn lái mới, em cứ đạp ga lên. Hồi nãy mình đi trong phố thì em có hiện tượng là chuẩn bị đi ha. Thì ở đây á, các bạn đang trên đường Võ Văn Kiệt thì các bạn nhớ giùm mình, đừng có tin Google Map nhiều quá. Có nhiều anh em dưới tỉnh đi lên đã bị vướng nha, đã bị lụm lúa nha. À, mình nói lại, đừng có tin Google Map quá. Đây các bạn, Google Map này nó sẽ chỉ mình đi, mọi người lắm. Lúc đầu nó đi vòng đây nè, không đi vòng vào đây, mà trong khi đó đường đang đi thẳng. Và đặc biệt lên đây nữa nè, nó kêu mình đi vô đây nữa nè. Nào, cái đường trong này. Đó. Thay vì mình không đi đường ngoài, mình đi đường ngoài mới đúng nè, nó chỉ vô đường trong xong rồi thôi. Đường trong nè, vô đây bị lụm nha. Mấy anh giao thông anh lụm nhiều lắm nha. Ngay vô đâu cầu Nguyễn Chí Phương ha. Đó, nó chỉ vô đó đó. Các bạn thấy kinh không? Kinh khủng khiếp không? À, nó chỉ cũng ảo mà nó canh lắm nha các bạn. Nhiều khi các bạn không biết á, các bạn cứ đi dựa theo Google Map mà dựa nhiều quá cũng không được nha bạn. Dựa nhiều quá là coi chừng tốn lúa. À. Nó chỉ cho các bạn đi vô trong. Kinh không? Mà trong đó làm gì cho phép xe ô tô được vô. Chút xíu mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái chỗ cầu Nguyễn Chí Phương. À. Đó, giao thông sáng sớm lụm nữa không? Ở đây cấm ô tô nha. À, trước khi vô một con đường nào các bạn phải quan sát giùm mình những cái biển báo này, biển báo cấm hay biển báo gì. Đây. Đây là cầu Chè Già. Nhiều khi nó có cho các bạn đi vô đây luôn á. Các bạn tin không? Google cũng ác lắm. Nhưng mà ở đây thì nó cho ít lắm. Nó cho vô lắm. Nó sẽ cho trên ngay chỗ cầu Nguyễn Chí Phương các bạn. Thả chớn đèn đỏ mà đúng không, đèn đỏ em đạp ga chi, thả chớn. Tại sao cung đường này mình quay rất nhiều cho các bạn, nhất là những bạn lái mới, các bạn cứ đi thẳng thì mũi tên thẳng, các bạn quẹo quay đầu thì các bạn cứ thêm mũi tên quẹo quay đầu. Và đặc biệt ở bên trái các bạn, đây là ngã ba Hải Thường Lãng Ông và Võ Văn Kiệt. Cái hướng này lên á thì các bạn dễ, nhưng mà hướng về các bạn sẽ gặp khó khăn một chút xíu. À, thì con đường này dành cho những anh em dưới tỉnh chạy lên để đi khám bệnh, đi chữa bệnh. Nó các yếu tố của các bệnh viện luôn ha. Thì bên trái các bạn thấy có một cái tiểu đảo ốc đảo nha. Đó là giải phân cách cứng thôi. À, mình nói lật thôi. Có nhiều anh em đã bị bắt ở đó ha, mà không biết lỗi gì và bị tạp đặt. Rồi đặt ra nhẹ nhàng, ở này chút xíu bị khép lại nè, cẩn thận nó sẽ bột ra. Rồi em đi tiếp, đi đi. Nó là tiểu đảo ốc đảo, nó giải phân cách, mình đi trước và đi sau đi được nha các bạn, không phải đi dòng xuyến. Còn nếu mà dòng xuyến thì bắt buộc các bạn phải đi theo dòng xuyến, là bọc sau lưng nó là đúng. Còn riêng nó là giải phân cách thì mình đi trước và đi sau đi được, miễn sao tôi mở cảnh mở đèn ha, báo rẽ thì ok nha cả nhà. Có nhiều cả nhà mình thấy bị rất nhiều. À, rồi mấy ông xe này đang đậu ở đây. À, bên phải là trên có giao thông chắc luôn. À, giờ mình đi tiếp. Đây nè, cầu Nguyễn Chí Phương nè. À, cho các bạn đi chạy vô trong luôn á, có nhiều mình thấy giao thông phạt rất nhiều luôn, các bạn thấy khổ lắm. Đây nó cho các bạn cho chạy trong luôn, có nhiều anh em chạy, và đặc biệt là lâu mình về miền Tây có mấy anh nói trời, đợt trước đi chạy vô trong hơn không có giao thông, mới chạy ra mừng nó lớn, không biết có cam ra phạt nguội không, nói anh có phạt chưa, không không thì ông ra không có phạt nguội đâu. Ảo lắm nha cả nhà, khổ lắm. Tiếng đường nó cam giám sát.
Rồi mình cũng khuyên các bạn nè, thì có nhiều bạn sẽ coi clip mình rất nhiều, coi rất nhiều, thì trong đó sẽ có người cũ và người mới. Cái người có kinh nghiệm người ta sẽ coi thêm những đoạn đường để đi coi clip mình, chứ không có coi những cái clip của mình mà để mình bỏ túp tao lái đâu. Nhiều khi người ta lái hơn mình đó, người ta có kinh nghiệm hơn mình luôn. Nhưng kinh nghiệm là đường mình biết, có nhiều anh em chạy rất tốt nhưng mà lần đầu tiên ta mới lên thành phố hay cái gì đó, người ta cũng hào hỏi kinh nghiệm. Chẳng hạn như mình đi đường đèo mình vẫn thua người ta, mình phải học hỏi kinh nghiệm ta, dựa nhau để phát triển, để có những kỹ năng mình học nữa, học mãi mà, chứ đâu có ngừng học được đó bạn. Mỗi ngành nghề khác nhau, mỗi người có một cái cung đường khác nhau. Tôi gành về vấn đề xe cộ đi bộ túc, nhiều khi các bạn lái thì tốt, nhiều khi lái thì tốt hơn tôi đó. Nhưng mà chỉ dẫn hay là hướng dẫn thì vẫn thua tôi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình cũng phần nào đó là có nhiều thầy dạy tốt hơn nữa mình đó. Nhưng có nhiều anh em là tấm chiếu mới, các bạn hiểu đây ra sao là người ta gọi là tấm chiếu mới không, là chưa từng trải, chưa biết sự đời. Giống như mình đã ôm xe, mình đã lăn lộn trên xe, mình ăn ngủ trên xe, mình chở khách, mình chở công ty, mình này các kiểu luôn. Các bạn sẽ hiểu sau này, các bạn gọi là ăn ngủ vệ sinh trên xe luôn, các bạn hiểu. Có nhiều bạn không biết rồi nói là tôi sai này nọ, nhưng mà các bạn sẽ hiểu đi. Vấn đề đây là đơn giản thôi, tôi vừa thực tế và vừa luật luôn. Tôi sẽ nói hai cái khái niệm đó, rồi em cứ đi lên bình thường, không bẻ ra, cứ giảm tốc độ nhường cho người ta vô chứ không có nhường được ha. Rồi em cứ đi tiếp vậy thôi, được chưa? Anh thầy nãy có dặn rồi ha, đó, mình giảm tốc độ lên cho người ta vô xong mình đi tiếp thôi, mình cũng không nên cản trở lưu thông người ta làm gì ha. Rồi đi tập ra lên, hạn chế ngó sao, ngó sao có gì đâu ngó, đúng chưa? Ở trước chưa tập trung xong nữa được ngó sao. Chừng nào mình chuyển làn đi mình ngó sao, tập trung trước giùm thầy, quan sát những biển báo đó. Những cái độ chữ cấm này nọ để hiểu. Rồi đây, còn cái mấy cái đó đi tính sao đi nha. Đó, bạch xương cá ở trong đó nè. Tôi nói cán bạch xương cá cũng chửi tôi nữa, khổ. Cái bạch xương cá bất ổn, bạch vô nghĩa. Anh em nào quẹo trái quẹo đầu thì cứ cán đi. Tôi cán thường xuyên, tôi cán 2 năm mấy trời đó. Cái xe của tôi đó có bị phạt đâu. Tại sao mình biết, mình đi đúng. Các bạn nhiều cái hiểu luật, học cái luật xong đem cái cuốn sách ra cũng không được. Rồi cái bạch liền cũng vậy, cái bạch liền nó là không được cán này nọ. Trời ơi, các bạn hiểu vấn đề nè, cái bạch liền á, một bạch liền hay hai bạch liền là cấm vượt, cấm vượt, cấm quay đầu, cấm lấn làn, nói chung là vậy đó. Nhưng tùy theo tình huống, ông nào mà nói mà có lực mà cán nó bạch này nọ thì các bạn đi qua tỉnh lờ mười giùm tôi cái buổi chiều để các bạn có cán không. Tôi cán thường xuyên luôn á, có bị phạt đâu. Lý do mấy ông bán xe đẩy tùm lum tùm la nằm ở trong á, đường thì nhỏ phải cán. Rồi có ông nào nói là vấn đề là đè bạch, phốt tôi cái vụ mà đi ra Vũng Tàu cán hai bạch khổ lắm. Giờ nhà các bạn bên đó có ông nào mà về nhà tôi bên đó mà tự nhiên vẽ hai cái bạch đường này, rồi em đập ra lên. Rồi có anh nào mà chạy lên 2-3 cây số để quay đầu lại xong mới chạy vô nhà mình không? Không hề. Tôi nói thẳng luôn, vẫn mở xe nhanh trái, gặp tôi từ mở xe nhanh trái tôi quẹo vô hẻm, cho dù cán hai bạch liền là tôi vẫn qua bình thường. Rồi ông nào mà nói là này nọ quá, nói mình đã nói là tùy theo tình huống. Qua tỉnh lộ 10 các bạn đi đó, nhà các bạn bên trái đó bạch liền luôn suốt đó, từ đây ra quốc lộ đó, nhà mình bên trái, hẻm mình bên trái đó bạch liền dài đó. Có lẽ giờ các bạn sợ cán cái bạch đó, các bạn phải lên tuốt ở trên kia quay đầu lại hả, ở đâu ra mà quay đầu lại sau vô nhà mình. Tại sao được 1 triệu? Ông nào mà hay cà khịa với tôi mấy cái vấn đề đó thì coi thực tế nha. Có nhiều anh em, rất nhiều anh em nói ồ thầy ơi sao nó phốt thầy Vinh kia cả thầy, nó chạy ta đi em ơi, thầy không cần trả lời. Sau này người ta lấy tốt, người ta lấy cứng á, người ta sẽ hiểu. Tụi em cũng chạy vậy thôi, tụi em chạy gấp, em đi hoài bình thường, em băng qua đường bình thường, có gì đâu. Nó thôi kệ em, mình không cần trả lời, mình không có dư sức, thôi để mình dạy. Rồi sau tự này sau người ta sẽ hiểu. Còn có nhiều cái trường hợp nữa, cái đèn đây đèn đỏ trước đầu ở bên trái bên trống, mình quay đầu luôn cũng nói mình nữa. Thứ nhất là do bạn không hiểu về vấn đề luật nhiều, các bạn chưa có thực tế nhiều, nên các bạn có lúc nào cũng vậy nói á, thôi kệ, ai hiểu mình thì mình tốt, còn ai không hiểu thôi đừng có coi clip của tôi,
À, nhớ cho tôi lại được đăng ký được rồi. Đăng ký xong đi đừng có coi. À, nhưng mà có nhiều bạn sau này cũng coi lại và hiểu được vấn đề đó. Khổ lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình nói là vừa lực vừa thực tế luôn cho dễ, mất công có nhiều người bắt bẻ. Thực chất ngồi ghế này ghế nóng chứ không phải là ghế mát đâu các bạn. Ghế này mới lạnh nè. Cho dù mở mới lạnh mới là nóng. Lạnh tắt luôn. Thấy không? Nó nhồi gì không nó khổ lắm. Tôi đổ sung sướng gì đâu. Cái gì chứng thành nói cái gì bài, cái nói cái gì ta? À, muốn hào quang rực rỡ không? Lên đây đi, ngồi đi, thấy cái cảnh nó đạp ga nó nhồi tôi như là với cái con gì. Rồi phải xử lý các tình huống, nhiều khi qua chạm khô lắm, không phải sung sướng đâu, nhiều khi muốn ngủ ngục mà ngủ con mắt nhắm con mắt mở để quan sát các bạn. Nhiều khi các bạn một cái tấm chiếu mới, nhiều khi các bạn trời ơi là thích nào đâu, muốn quẹo đâu quẹo à, nhiều khi bị phản xạ bị giật mình các bạn đó, nhiều khi phải canh các bạn ngủ nữa, nhiều khi thấy tôi nói nhiều không đấy chị. Đó là một cái bài học cực kỳ đắt giá luôn, vừa giao tiếp vừa lái xe. Các bạn tin tôi đi, các bạn mà lên xe các bạn chạy một mình mà chở người nhà, mà người nhà mà nói chuyện lớn 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 các bạn la người ta là lần sau đố người ta dám đi, các bạn sao chở khách được, đúng không? Cứ giao tiếp bình thường, vừa giao tiếp vừa quan sát vừa chạy. À, bạn này vừa cười luôn thấy không, đâu gì đâu nó rõ ràng. Học là thoải mái, tâm lý ổn định, học với tôi chán lắm, lên xe chỉ có đạp đạp ga thôi, ông nào nhát chân thì đừng đi học với tôi xúi hoài à, tôi xúi đạp ga hoài đó. À, ok chưa cả nhà, nhớ cả nhà nhớ cho mình like lượt đăng ký kênh nha. Còn ông nào mà cà khịa ở tôi thì coi đi, sau này 10 năm sau lái cứng ở lộn, chỉ cần mấy năm sau lái cứng đi, có phải tôi nói đúng hay không? À, chứ mà tôi đâu có rảnh dạy dột gì đem cái xe tôi ra để tôi bị phạt đâu chi nha cả nhà ha. À, kinh nghiệm là quan trọng nhất, tập trung ở trước đừng có ngó sau, cái tay lái hồi chưa vẫn ha, vẫn còn ôm vô mấy cái cục 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 nữa không, cục đó để gờ để làm gì, để giảm buồn ngủ các bạn, kháng nó tỉnh luôn. Tính Rồi ra là em mắc... coi bên trái trống không? Dạ. Đánh lấy xi nhan giải gà đánh nhiều quá, đúng rồi, đi qua. Rồi trả lấy nhiều, trả lại. Ra là phải trả, mượn là phải trả, đúng rồi, phải tập. Đối với thầy là phải học mấy cái này. Thứ nhất là cái này mình vẫn đi thẳng được. Ha, mình quan sát phía sau trống là mình có thể qua đây. Ha, tập nha, còn riêng các bạn đi thì các bạn cứ đi một một làn cho mình. Ha, rồi em tập ra. Hôm nay mình sẽ cho các bạn tập nhiều. Ở đây hỏi cái nhà có ai biết ngành về TikTok không? Mình có một cái kênh bị đài, không biết sao mà phản ánh lại cũng không được nữa, không biết sao mà lấy lại được cái kênh cũ của mình, cái kênh được 100 mấy chục ngàn, 160 mấy ngàn được đăng ký, được follow, đạp ga lên, khổ thiệt, không biết ngành mấy cái đó. Rồi cả nhà thì hiện tại một chút xíu mình sẽ xuống dưới hầm Thủ Thiêm. Thì đây là một trong những cái quãng đường, cái cung đường mình hay cho các bạn đi. Em để ý cái đèn ở trên nha. Chậm lại giùm thầy. Cấm quay trái, cấm quay đầu ha. Đậu làm sao thấy được đèn là được, đừng có đậu cao quá. Đậu cao quá mình sẽ không thấy đèn ha. Lên chút xíu cho đèn nằm ngay đây. Rồi, ok, em dừng lại. Đó. Chút xíu mở đèn thì em dặn bên đây nè, dặn lên hai nấc giùm thầy ha. Đó, dặn lên hai nấc. Hồi nãy là cái nào thầy, cái này hay ở ngoài ngồi. Đúng rồi, hồi nãy thầy mới tắt á. Lý do là sao em bật xi nhan á, tụi em mới á, bật xi nhan là em hay đẩy về phía trước thì nó vô tình là nó đã mở đèn chiếu xa trước rồi, nên khi em mở đèn lên nó sẽ gọi là đèn chiếu xa. Rồi chút xíu em dặn lên thôi, dặn hai nấc lên thì nó thấy màu xanh lá cây, dặn thử đi, dặn đó đó đúng rồi, màu xanh lá cây là đúng nha, màu xanh dương đậm là đèn chiếu xa ha. Rồi để mở nó luôn đi. Rồi ok, chuẩn bị đi ha. Dạ ok, em đạp ga lên. Thì các bạn nhớ xuống dưới hầm hay mở đèn nha, mới bị phạt á. Tiếp tục. Nói chung mà cái mạng xã hội mà, thấy không? Có người này người kia, có người ghét người thương, thấy không? Thì có nhiều người đã ghét mình rồi, nhưng mà có một cái sau này hiểu, thấy không? Cũng
Hương cũng nhắn lại như thế này, nói em sợ đó thầy, lúc trước em có nói này nọ, trời ơi mất mệt thiệt, không biết dành hiểu rồi. Nói chung là trên mạng xã hội nhiều, trời cũng nực lòng, nắng không ưa, mưa không chịu, nói chi. Dạ em đi xuống, đạp ga nhẹ chút. Xuống dưới đây nó vạch liền là tuyệt đối mình không có chuyển làn nha, không được bóp kèn luôn, tốc độ sống tối đa là 60, tối thiểu là 30. Trong này đều có những cái máy bắn tốc độ. Xuống thì cái húp nó sẽ bị hết, do lý do thầy xài cổng USB, xài GPS. Em nhìn cái đồng hồ dưới, đúng rồi. Tuyệt đối không mở đèn chiếu xe, giảm lại, em giảm lại. Nó đang lên kìa. Máy bắn ở trên đó. Gà thẳng nhẹ. Trời ơi, nó tranh thủ nó đạp ngay chỗ máy bắn mới đau chứ. Phải canh các bạn như em bé khổ. Rồi đạp ga lên nhẹ giùm thầy. Canh đúng như chỗ nguy hiểm là nhóm ga lên là dính. Rồi đạp ga. Điều ga xuống thì giảm, lên thì tăng. Tiếp tục đạp ga lên. Xe gắn máy cũng phải xuống hầm mở đèn nha các bạn. À, đạp ga. Nguyên tắc xuống nha, hầm mở đèn nha. À, cho dù đèn ở trong này nó sáng trưng như ban ngày luôn cũng phải mở đèn. Lý do là sao không? Lỡ mà nó sụp nguồn điện xuống này sao? Không còn đèn nữa, giống như cái một cái hầm tối thui đúng không? Thì các bạn đã mở đèn rồi, các bạn an toàn vậy thôi. À, có nhiều bạn thắc mắc đúng không? Còn các bạn không mở đèn, lỡ tắt đèn hết là tối dư mực rồi, đây qua chạm liền. Đó. Đi thẳng qua bên kia luôn rồi mình mới tắt đèn nha. Lên đó xong cái chút xíu em chuyển qua bên phải để mình nhập làn. Không phải là ngày nhập làn, mình chuyển hướng bên phải để mình đi tiếp, đi thẳng tiếp. Còn cái đi thẳng lên trên là chỉ có quay đầu quay trái thôi. Để mình chuyển cái thẳng. Chưa chuyển được, cái vạch liền mà em mở xi nhan thôi. Đó, phải để ý mấy cái đó giùm thầy. Rồi lý kiến hậu lại lại vô nhẹ giùm thầy. Đúng rồi, cái lại lại nhẹ nhẹ thôi, đừng lại nhiều chúng ta ha. Là tự động ta nhường mình. Rồi. Tốt, rồi chậm chậm luôn, chậm lại nó trước. Đúng rồi. Đó, mấy cái xe kia lẫn lự ha, làm ba hồi đi thẳng ba hồi quẹo ha, chậm lại luôn, dừng lại. Giờ mình tắt cái đèn đúng rồi, dẫn xuống. Đúng rồi, bên trái là để quay đầu nha cả nhà, còn bên phải là mình đi thẳng. Ở đây nè, em nhìn vô cái cột này giùm thầy nè. Thấy không cái cột đó không? Rồi em thấy 60 không? Thấy 60 không? Dạ. Không, cái cột này nè, thầy nhìn trong kiến, trong cái rồi. 60 đúng không? Dạ. Của xe gì? Xe công và xe tải đúng không? Dạ. Rồi 80 là của gì? Xe con và xe khách. Mình xe gì? Xe con. Rồi trên này cấm về trái đúng không? Dạ. Ok chưa? Dạ. Rồi biển báo phương tiện nè, thấy không? Còn ở trong là hỗn hợp chỉ có 50 thôi. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Nói chung là các bạn đi từ thẳng đi vô trong hỗn hợp là tính theo đẳng nha. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Các bạn chúc các bạn cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn. Mình sẽ kèm cho bạn này trong ngày hôm nay là bạn ấy sẽ ổn. Rồi bye bye cả nhà nha. Bên mình có những hồ sơ lái mới nha. Có nâng dấu nâng hạng từ A1 cho đến C ha. Có nâng dấu nâng hạng cho các bạn. Khi các bạn nhắn tin cho mình để đăng ký bộ túc ta lái mà không thấy mình trả lời, các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho mình nha. Tại vì mình dạy liên tục nên không thể nào mà nghe máy được, nên các bạn thông cảm. Các bạn nhắn qua này, SMS cũng vậy. Các bạn nhắn mà không thấy mình trả lời, các bạn cứ gọi. Tại vì cái SMS nó nhảy vô cái tin nhắn chờ mà mình không thấy luôn. Sau này nó mới đề xuất lên, mình mới thấy trời ơi, cả 1-2 năm luôn chưa trả lời luôn. Cũng thật sự sau ghi cả nhà. Đó. Rồi let's go. Ok thôi, chút xíu mình sẽ đi chậm, mình sẽ chuyển vô trong ha. Rồi bye bye cả nhà nha.